chuyến đồ cuối cùng rất khó ra. Xin chào các bạn, trở lại với kênh YouTube Du Văn Than nhé. Và ở cái video thứ hai này về đám cưới người Thái đen thì mình sẽ giới thiệu về những cái lễ vật của nhà trai mang sang nhà gái, cũng như là của gọi là của hồi môn của nhà gái mang sang nhà trai, để cho các bạn xem là có những cái gì nhá. Các em ơi, đồ càng to thì uống càng nhiều rượu các em nhá. Anh nào mà muốn vác được đồ to thì phải uống nhiều rượu. Bà đang làm món gì nhìn lạ thế này ạ? À, như kiểu là thịt chua ấy đúng không ạ? Vâng. Mà cho vào cái ống tre rất là xinh nhá. Ống tre xinh quá. Ống nứa cơ. Món này người Thái gọi là món gì không? Nứa sổ. Chua. Nứa sổ. Chua. Nứa sổ. Thịt chua. Nạc chua. Nước. Vâng, nhưng mà bên Thái là nứa sổ. Vâng. À, tức là làm mang sang bên nhà đằng gái đấy ạ. À, tức là lát nữa mình đi gọi là sang đấy làm cái lễ gọi là mang đồ về thì mình sẽ mang cái này sang đúng không ạ? Vâng. Tức là ngoài món này ra thì còn cái gì nữa không? Cá nữa. Cá nữa ạ. Cá khô. Cá khô ạ. Vâng, đấy. Một số cái lễ vật mà khi mà nhà trai sang nhà gái để gọi là đón cái đồ lễ của nhà gái thì sẽ có một số cái đồ vật của nhà trai sẽ mang sang để biếu cho gọi là ông vãi, tức là ông bố vợ ấy. Vâng. Cá chua, thịt chua ấy. Cả thịt rồi đấy, còn cá. Đấy, còn trong nhà nữa. À, cá trong nhà cơ. Ừ. Cá để nguyên con hay là mình cắt ra hả ông? Con. Lấy ra. À, thái ra vào. Ngủ ra. Tí cho. À, vâng. Tí cho sẽ vào xem cá. Thế là khoảng mấy giờ thì sẽ đi sang nhà gái hả ông? Mai rồi. Mai. À. Chắc mà thấy có cái phần mà mình sang đấy mình đón lễ trước ấy đúng không? Ừ. À. Đây là cá khô. À, đây là cá khô, tức là đây là một cá chấm xong là mình cắt ra xong mình sấy khô đúng không ạ? Mình cho vào cái này. Cũng sáu hay là sáu vỉ? Cũng sáu vỉ, sáu vỉ cá như này. Đấy. Nếu mà gì thì sáu con. Dạ. Bốn con. À, mỗi vỉ là bốn con cá nhỏ. To chứ. To nhưng mà à, sấy nó khô đi rồi. Sấy nó khô rồi. Vâng. Đấy, hai cái lễ vật theo phong tục là chắc chắn là phải có trong ngày cưới của người Thái đen đó. Vâng. ông cho cháu mượn một cái để cháu quay gần một cái thôi ạ. Vâng, đây cho mọi người xem đan rất là khéo này, đan từ cái dây cầm này cho đến cái những cái lan để giữ con cá bên trong. Ví dụ người Kinh nhưng mà lấy người Thái thì có phải chuẩn bị đủ vật đồ vật như thế không cơ? Như nhau hết. Vâng. Không ăn nhiều không ăn ít. Vâng. Nhưng mà mấy cái món ví dụ như là thịt chua với lại cá mà bọn cháu không biết làm thì làm nào? Biết làm thì lấy tiền bỏ tiền cho làm cho. À, chuyển thành tiền. Đây là nó trị giá khoảng bao nhiêu cơ? Thì giá thì không biết được. Thì giờ lấy tiền thì mua. Gọi là áng áng thì mình 2 cân. Vâng. 100 nhập hàng nhá. Vâng. 2 cân. 6 ống này là khoảng 2 cân thịt. Vâng. Bây giờ thì cái này cho ống này thôi. Vâng. Cá thì khoảng 100 con. 100 con. Dạ vâng. 100 con bằng này thôi. Vâng. Cái lũ. Vâng, vâng. À.
Đấy các bạn nghe, nếu mà có làm rể người Thái thì chuẩn bị đồ lễ như vậy nhá. Như mình tìm hiểu thì cái lễ vật của nhà trai mang sang nhà gái thì gồm những cái thứ cơ bản sau các bạn ạ. Thứ nhất là 6 cái ống thịt chua này, 6 cái kẹp cá sấy này, và 6 cân gà, 20 cân gạo này, 60 lít rượu, gạo lếp với gạo tẻ không nhỉ? Gạo lếp đấy, 60 lít rượu và 80 cân lợn nữa. Còn tiền mặt thì 500.000 thôi. Đấy là những lễ vật mà ngoài ra còn trầu cau các thứ đâu nhỉ? Còn vâng, trầu cau, thuốc lá, những cái đấy thì nó ít hơn đúng không ạ? Vâng, cái đấy ít hơn. Vâng. Những cái đấy là sẽ bỏ vào trong cái gánh và để ngày hôm đón dâu sẽ gánh sang bên nhà gái. Đấy, các bạn có làm rể, có muốn làm rể người Thái thì chuẩn bị những cái lễ như vậy. Người con gái Thái đi lấy chồng ấy thì là phải mỗi người phải mang đi theo 10 bộ chăn. 10 bộ chăn đệm này các bạn này. Trước đây thì là chăn đệm sẽ được làm bằng bông lau, các cô gái Thái phải đi lấy bông lau về làm. Nhưng mà bây giờ mọi người cũng thay đổi cho nó phù hợp với tình hình nên là dùng cái chăn đệm mà mua sẵn thôi. Còn trước đây là sẽ phải đi lấy bông lau từ cứ đến mùa đông là đi lấy bông lau về để làm chăn đệm đúng không ạ? Đây là cái gọi là cái đặc trưng. Còn về những cái hiện vật mang tính chất giá trị tài sản thì tùy theo gia đình đúng không ạ? Như cô dâu đây thấy là có mang đến một cái kệ. Đâu cái đấy xem rồi. Đây thấy cô dâu mang đến cả một cái kệ tivi này. Cái đệm thì mai tí nó mang về. Vâng. Một kệ tivi và phía đằng kia có một cái tủ lạnh nữa. Tủ lạnh Aqua. Và tủ lạnh Aqua nữa. Đấy, còn có một số cái của hồi môn khác thì nó sẽ có một cái lễ riêng mà nhà trai sẽ sang đến lấy về, nó tầm khoảng 4 giờ chiều nay thì mình sẽ đi cùng với lại đoàn nhà trai để sang lấy cái lễ vật về. Bây giờ các bà này sẽ chuẩn bị gọi là cái lễ đi sang xin dâu ở bên nhà gái. Đấy, mình sẽ đi cùng với lại các bà. Mặt các bạn là nhà gái nhá, đoàn cùng có bác trưởng đoàn đại diện cho nhà trai và một nhóm anh em thanh niên chưa vợ sang đây để làm một lễ, vừa là xin dâu vừa là để đi lấy một số cái gọi là cái lễ vật của bên nhà gái về theo phong tục. Còn lễ đón dâu chính thức là phải diễn ra vào sáng ngày mai, khoảng 8 giờ sáng ngày mai. Nhà mình cũng chuẩn bị cho ngày mai đây ạ. Vâng, đó là ngày mai là hai nhà ăn cùng nhau luôn. Bên này như thịt bò hay sao ạ? Bên kia là thịt trâu. Không đụng hàng nhau. Ai đi ăn thịt trâu sang nhà gái mà quên, ai đi ăn thịt bò thì sang nhà gái, mà đi ăn thịt trâu thì về nhà trai nhé. Chú phải nhớ nhá, cho bò đấy, bò đấy. Vâng, cho hợp khẩu vị. Cú cười mưng lên. Bên này nhà gái cũng đang chuẩn bị cơm tối nay đây. Còn bác trưởng đoàn thì sẽ lên trên nhà trên này để làm một số cái thủ tục. Mình sẽ đi lên trên nhà để quay cho các bạn xem. Đây chú rể đúng là đây. Đang đợi các cô chú đại diện nhà gái cho đầy đủ để cái lễ xin cưới mới được bắt đầu. Mấy cân tiền đầu ý? Em ơi, cần nhau bằng một lá lư. Chú rể sẽ phải bái lạy bên nhà gái 3 lạy các bạn ạ. Sau đó mọi người sẽ mời nước, mời rượu nhau để nói chuyện. Trong khi các cụ nói chuyện ở đây thì là
anh em mà đi cùng với nhà trai mà sang đây để lấy đồ về ấy, thì sẽ phải có cái thủ tục gọi là cái gì em nhỉ? Em chả biết nữa cái này đấy. Nhưng mà đại ý là để xuống được nhà để mang được đồ về thì chúng ta sẽ phải qua gọi là cây cầu rượu đúng không ạ? Đúng rồi, qua cây cầu thang, cây cầu thang rất nhiều rượu này. Các bạn muốn lấy được đồ để đi về được nhà trai thì các bạn sẽ phải đi qua được đây. Có đồ bên kia thôi. Mình bảo là mình quay phim, mình xin phép là không phải dự cái thủ tục này, nhưng mà không biết là có được sự đồng ý của nhà gái hay không. Có hai em ở trên cầu thang và hai em ở dưới cầu thang, bốn em liền đấy, và mỗi em là cầm trên tay một cái bát nho nhỏ. Đây là thanh niên đầu tiên vác cái bao đồ đầu tiên xuống, anh đã phải uống một bát. À, tức là mỗi người là chỉ phải uống rượu ở một em thôi đúng không, không phải uống cả bốn em đâu đúng không? À, mình sẽ đổi góc để nhìn rõ mặt hơn nhá. Thanh niên đầu tiên đã qua được cái cây cầu rượu rồi, hình như ngoài cổng thì vẫn còn nữa kìa, còn ở ngoài cổng nữa cơ. Ngoài cổng một bát nữa, như vậy là sẽ phải uống 3 bát đúng không? 6 bát ạ. 6 bát à, tức là phải uống cả của hai em luôn à? Cả hai ạ. Cả hai à? Vừa đấy hình như đoạn đầu các anh ấy hách được một cơ bát hay sao ấy. Ở đây 2 bát ạ. Các em ơi, đồ càng to thì uống càng nhiều rượu các em nhá. Anh nào mà muốn vác được đồ to thì phải uống nhiều rượu. Đây chúng ta có một cái nồi nấu rượu. Cầm luôn cả nồi nấu rượu thế này thì uống rượu thì phải biết rồi. Đây một bát rượu này luôn. Qua được cửa ải thứ nhất, bắt đầu đến cửa ải thứ hai. Uống xong đi, vẫn chưa xong đâu, còn cửa ải thứ ba là cửa ải chắc là sẽ là gian lan nhất đây, ở ngoài cổng. Anh ạ, nồi rượu nấu rượu thì phải uống rượu thì đi nấu rượu nó mới ngon được. Đây là cửa ải cuối cùng đây. Chưa được. Ok tí nữa đi. Hai bạn kia khéo quá nên là từ chối được cái cửa ải này rồi. Chắc là vì cái nồi rượu to quá nên là các bạn này cũng không lỡ lòng nào à, bắt các anh đi uống hết hai bát này nữa. Hết đồ chưa nhỉ? Rất nhiều đồ. Sun House Zinai. Hai em ơi, cái chỗ này không thể để cho đi dễ dàng được. Cái chỗ kia để cho đi rồi, chỗ này không thể để như thế được. Đấy, có người châm rượu đến tận mồm thế này mà không uống nữa thì quá phí. Châm nụ hôn nữa. Châm nụ hôn nữa. Châm nụ hôn nữa. Châm nụ hôn nữa. Quá nghe, mình ôm nghe đi rồi. Quá anh em làm giá cơ. Mau rồi đó. Đây là những thành viên cuối cùng trong đoàn nhà trai nhá. Đã vượt qua cái cây cầu rượu rất là dài của nhà gái răng ra. Đây, bao đồ cuối cùng đây rồi. Gái đã bên kín cờ. Cái này gọi là cướp đồ đấy. Không uống là cướp đấy. Mình cứ tưởng là mỗi chàng trai đến đây lấy đồ một lần, nhưng mà vì đồ nhiều quá là qua cửa một lần và vẫn phải quay lại lần hai nữa. Mình là người cuối cùng rời khỏi nhà gái. Quá luôn. Rồi. Nhiều đồ quá, lần sau rút kinh nghiệm là phải đưa
đưa nhiều thanh niên đến thì vượt qua cái cửa này nó sẽ dễ hơn. Đấy, hai cô xinh tươi ở trên này, xong rồi hai cô dưới kia này, và hai cô ở ngoài cổng nữa. Đi phun rồi. Game over. Chuyến đồ cuối cùng rất khó ra. Đi về nhà có ăn cơm đi. Ok, tạm biệt nhà gái và cái phần thứ hai về về cái gọi là cái tục lệ mà đi xin cưới ở của đám cưới người Thái mình sẽ dừng ở đây nhá. Các bạn sẽ đón xem phần 3 là cái phần lễ cưới chính thức thì sẽ diễn ra vào sáng ngày mai. Đấy. Cái phần đi xin hỏi thì mình sẽ dừng video ở đây. Chào các bạn nhá.